Xe đạp thể thao B3 xin chào các bác. Sau đây em xin giới thiệu về mẫu xe đạp Gminy G666. Một mẫu xe đạp thể thao nữ rất là đẹp và là cấu hình cực kỳ tốt trong tầm giá dưới 4 triệu. Đầu tiên là xe sở hữu bộ đề Shimano RevoShift 7321 cấp độ tay vặn. Rất là dễ điều chỉnh và nhẹ nhàng êm ái. Khung nhôm, đùi đế nhôm, ổ bạc đạn cùng phanh đĩa sau và may ơ nhôm, vành nhôm hai lớp, yên da mềm, Gminy rất là êm, ba ga chịu lực tốt khoảng tầm 45 đến 50 cân, cùng trước cũng tương tự như thế. Bánh là size 26 nha các bác. Đây là gạt đĩa là tu kéo dưới rất là tốt, gạt lip là Shimano của Nhật và lip Superlo 1428T dùng rất là ổn định. Mẫu này thì bên em có bán buôn nhé, các bác có nhu cầu mua buôn thì vui lòng inbox cho em. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Chào các bác.